À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video về dòng game Chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Total War Tuyến Quang và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn về một cái mảng trong cái phiên bản Chiến tranh tổng lực La Mã 2, đó là mảng về mặt kinh tế. Kinh tế thì đơn giản là kinh tế và quân sự. Kinh tế, chính trị, quân sự và ngoại giao thì mình đã giới thiệu ở một số các video khác, thì các bạn có thể xem là mình giới thiệu về mảng chính trị và ngoại giao rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu về mảng kinh tế. Mảng giao thương này thì có video mình đã nói với các bạn về để các cái đây ngoại giao để giao thương này. Giao thương thì chắc chắn là từ kiếm tiền. Kiếm tiền các bạn phải hiểu là chúng ta kiếm tiền từ những cái gì, thì chúng ta thứ nhất chúng ta sẽ có thu nhập từ cái vùng lãnh thổ. Đây. Từ các cái vùng lãnh thổ của chúng ta kiểm soát. Đây các bạn nhìn vào đây, các bạn sẽ nhìn thấy chi tiết các cái phần tiền mà chúng ta kiếm được từ các cái vùng lãnh thổ. Đấy. Đây, cái bảng tổng hợp nền kinh tế của chúng ta đây. Tiền từ các cái vùng lãnh thổ này, từ lô lệ này, từ giao thương này, từ các cái khoản khác. Các khoản khác này là cái gì? Các khoản khác này chính là tiền đóng góp của các nước chư hầu cho chúng ta. Nó phải đóng góp 10% thu nhập của nó cho đây, cái thằng như thế này này. Nó sẽ phải đóng 10% thu nhập của nó cho mình, bởi vì nó trở thành chư hầu của mình. Đấy. Kinh tế đối với các cái bây giờ thì mình đang phát triển nghiên cứu công nghệ, nên ban đầu mình xây dựng cái công trình để nó tăng tốc độ nghiên cứu lên. Đây này, nó tăng tốc độ nghiên cứu khoa học của mình lên. Ví dụ như ở đây bạn nhìn thấy là tốc độ nghiên cứu của chúng ta được tăng là 392% tốc độ nghiên cứu cơ bản. Đấy. Thì mình xong cái này thì sau đấy mình có thể convert công trình này lại thành một trong các công trình này nếu như mình có thể. Đấy, mình muốn như nào. Còn ban đầu thì mình sẽ tăng vào cái này. Đối với nền kinh tế đây, mình sẽ chỉ cho các bạn để bắt đầu nền kinh tế. Đối với thủ đô thì bao giờ có cái hình ngôi sao này các bạn nhìn nhá. Hình ngôi sao này là thủ đô của chúng ta này. Đối với các cái vùng lãnh thổ thì các bạn xem giúp mình này. Thứ nhất cái hỗ trợ cho vùng, nó có rất nhiều cái để các bạn hỗ trợ. Cái này nó sẽ tăng điểm trung thành cho cái phác, cho cái gia tộc. Đây, cái gia tộc. Cái này thì mình đã giới thiệu một chút ở cái bảng chính trị rồi. Đây, đây là các cái vùng ảnh hưởng của các phe phái. Các bạn nhìn này, cái màu vàng này là của phe của chúng ta là Pompey. Vùng màu xanh lá cây này của thằng Patrick. Này, này của thằng Viri, màu xanh lá cây này của Viri, màu này cũng hai thằng Viri, nói chung là nó ảnh hưởng ở đây. Thì nếu các bạn muốn tăng lòng trung thành của cái phe đấy lên thì bạn kích vào cái vùng lãnh thổ này. Đây. Đấy. Cái vùng này thì chúng ta đang để hỗ trợ rồi nên là nó không có tác dụng. Đây, các bạn bỏ đi này này. Bạn muốn sử dụng vùng này thì bạn phải bỏ vùng khác, bởi vì tối đa ở cái cấp của chúng ta chỉ nhận được mà bao nhiêu sao nào. Cấp độ đế chế chúng ta đây. Đấy, hiện tại chúng ta cấp độ đế chế của chúng ta nó chỉ ở mức này thì chúng ta chỉ nhận được hỗ trợ là bao đế chế cấp 3 này, chỉ được 3 hay 4 cái hỗ trợ này thôi. Đây, bạn kích vào đây này. Tổng cộng Eric là 5/6 cái hỗ trợ, 6 vùng. Hiện tại mình đã kiểm 5 vùng rồi thì bây giờ cái này thì nó sẽ tăng, các bạn nhìn này. Tăng cái văn hóa Latin và tăng cái giảm cái phí tuyển quân cho các đơn vị lính đánh thuê. Cái này thì mình cũng không ít khi dùng đấy. Cái này thì nó tăng thu nhập từ tất cả các cái công trình và từ lô lệ. Cái này nó tăng public order này, giảm phí tuyển quân này, tăng lương thực và tăng thu nhập từ các cái công trình văn hóa. Cái này tăng trung thành cho các phe phái này. Cái này tăng thuế, tùy các bạn chọn cái nào chọn nhé. Nhưng về ban đầu thì các bạn hỗ trợ cho mình cái này để nó tăng lương thực và trị an. Nếu như bạn bắt đầu chơi sau này thì các bạn mạnh nên mà cần tiền thì các bạn tăng vào thuế này hoặc tăng vào cái này. Cái này vẫn để được bởi vì nó cũng tăng cả rất nhiều thứ. Còn nếu về sau này mà cái mức độ trung thành của các phe phái đây, đây như này mà nó thấp quá thì các bạn chọn vào cái cuối cùng cái này để nó tăng cái lòng trung thành cộng 10 điểm trung thành lên. Đấy. Đấy, nói chung là như thế. Đây. Đấy, bạn kích vào như này là được. Rồi ok. Đây là phát triển kinh tế. Để phát triển kinh tế thì các bạn nhìn này. Đây cái vùng này mình phát triển quân sự rồi, nó không phải phát triển kinh tế. Phát triển quân sự thì mình nói sau, có thể mình sẽ nói ở cái video khác. Thì tùy vào các cái vùng.
đối với phát triển kinh tế thì xây dựng các bạn có thể thấy ở vùng thủ phủ mình chỉ xây gần như chỉ có hai công trình thôi. Đây thì phát triển quân sự rồi. Đây này, một đó là cái nhóm nhóm công trình nó về kinh tế này. Cái này là cái chúng ta xây dựng các cái này, mỏ tài nguyên thiên nhiên khoáng sản này. Đấy, cái này là các cái hỗ trợ để trong quá trình giao thương này. Các bạn nhìn thấy không? Thu nhập từ nông nghiệp và cái này từ nông nghiệp, cái này là thu nhập từ cái này cả nông nghiệp và giao thương nhỉ? Nông nghiệp thì tất cả các cái công trình. Cái này thì mình thấy hay, mình hay dùng cái này hơn. Và cái này là từ hầm mỏ, cái này từ nông nghiệp và tất cả các cấp function. Cái này thì chủ yếu là in làm tiền, tiền thì nó sẽ, nói chung là tiền thì mình ít dùng hơn, mình hay lưng vào hai cái này. Cái nào khu cái việc bạn xây cái nào ấy thì nó còn phụ thuộc vào này. Chẳng hạn như cái vùng mà nó có nhiều các cái hầm mỏ, không nhỉ? Các cái tài nguyên dạng hầm mỏ như này. Đây, mỏ chì này. Thì các bạn là xây vào cái công trình đây chẳng hạn, sau này mình có sẽ xây vào cái này. Tùy nhá, bởi vì ở vùng này nó có rất nhiều tài nguyên, nó chẳng hạn ở đây mình có các thương cảng này. Đấy các bạn thấy không? Thì có thể mình vẫn xây vào thương mại này, cái này là thương mại này. Bởi vì có thể các bạn giao thương này. Đấy, các cảng biển thì nó sẽ xây vào cái này để nó tăng thương mại này. Cái này là nông nghiệp này. Đấy. Tùy, bởi vì các bạn còn phải cân bằng với vấn đề lương thực nữa. Nên xây dựng thì các bạn cứ xây cho mình ở vùng nào thì thôi, các bạn cứ xây cho mình một cái công trình lương thực này. Ở cái vùng nhỏ phần đa các bạn nhìn này. Đấy. Mình phải xây một cái rất đơn giản, đó là xây các cái điện thờ. Điện thờ này thì nó có rất nhiều loại. Đấy, điện thờ này nó sẽ tăng cái thu nhập từ công nghiệp, nó là những cái mỏ tài nguyên này. Cái này thì để công trình này để đây, những cái vùng nào để tuyển quân thì mình xây cái điện thờ thần chiến tranh. Để hôm nay thì mình giới thiệu về cả kinh tế và các cái công trình xây dựng nữa, nên là đây các cái điện thờ thần chiến tranh để nó hỗ trợ cái giảm phí tuyển quân này, tăng tinh thần chiến đấu cho binh sĩ lên. Và đấy, ở cái vùng mà mình tuyển quân, đối với những cái vùng mà phát triển kinh tế thì mình sẽ tăng vào điện thờ thần Jupiter. Đấy, sau này có thể nâng cấp điện Patheron, nhưng mà cái này thì mình chưa nâng. Đấy, cái này là để tăng về đúng không, là về công nghiệp này, khai khoáng. Cái này để thương mại, cái này tăng về khoa học kỹ thuật, nhưng mà ít khi mình dùng lắm. Điện thờ thần Minerva, chính là thần Athena trong Hy Lạp, đó là thần vị thần trí tuệ. Thần Mark là thần chiến tranh, tương đương với thần Ares. Đây là thần Neptune, tương đương với Poseidon trong thần thoại Hy Lạp. Vulcan là thần thợ rèn, tương đương với Hephaestus, Jupiter đó. Mình không cần quan tâm đến các vị thần đến đâu, chúng ta chỉ cần xem cái hỗ trợ này, chúng ta nhận được cái gì và bị trừ cái gì. Đó là nhận được các cái hỗ trợ, các bạn nhìn nha, public order này, văn hóa Latin này, thu nhập từ lô lệ này, nhưng mà bị trừ lương thực, food là lương thực. Nên các bạn cứ phải cân thẳng cho mình có hai công trình như này để nó bổ sung cho nhau về mặt lương thực. Ngoài ra chúng ta lương thực chúng ta phải bổ sung thêm cho cả các công trình này nữa. Các bạn có thấy là gần như mình không ít khi mình xây cảng cá đây. Đối với các cái cảng biển này thì nó có cái cảng cá này thì nó cũng tăng lương thực, nhưng mà cái lương thực này nó lại khá được ít tiền. Cái này nó trừ lương thực nhưng lại cho chúng ta khá nhiều tiền từ thương mại. Nên tại sao ở các cái vùng cảng biển mình lại hay xây cả hai cái công trình này? Cái công trình này thì nó tăng thu nhập từ thương mại, và cái công trình này thì nó tăng chỉ số tiền kiếm được từ thương mại. Nên là mình hay xây ở các cảng biển cái nhóm công trình này, trừ những cái vùng đặc biệt mình cần phải xây quân sự như thế này mình mới xây thôi. Đấy, hoặc đây này. Còn lại thì mình đều xây cái này kết hợp với cái công trình này để nó sẽ hỗ trợ cái tăng về thương mại. Đấy, còn với những cái vùng mà nó sâu trong lục địa, thí dụ như là những vùng mà nó không hoàn toàn không giáp với biển, ví dụ như cái vùng này thì ở đây đây các bạn thấy không, mình sẽ thay các điện thờ là thần Jupiter hết và lương thực. Tất nhiên sẽ có những cái vùng lương thực của bạn âm, cái hình bánh mì màu đỏ như này, thì bù lại phải có những cái vùng nó dương như này, màu xanh như này hoặc màu vàng như thế này là bằng không này. Đấy, màu đỏ là thiếu lương thực,
vùng xanh thì nó sẽ là dư thừa lương thực. Làm sao các bạn làm cho mình cái vùng tổng số cái lương thực dự trữ của các bạn ở đây nó phải là con số dương thì các bạn mới có thể có không bị mất quân và mất các cái hiệu ứng xấu. Và khi lương thực thừa thì các bạn sẽ nhận được 5 grow này và 10% tốc độ hồi quân cho tất cả toàn lãnh thổ. Đấy. Nên là chúng ta phải luôn luôn dư thừa lương thực nhá. Đấy, kinh tế chúng ta sẽ kiếm được từ giao thương này. Đây, chúng ta sẽ nhận được giao thương như này. Số tiền chúng ta nhận được chính xác hơn thì các bạn nhìn vào đây cái bảng tổng hợp từ giao thương đây. Đấy, số tiền chúng ta nhận được đấy. Đồng thời chúng ta giao thương được cả tài nguyên nữa. Các bạn có thể nhìn đây là những cái tài nguyên chúng ta có này. Đấy, hoặc là giao thương được này. Bên này thì là những tài nguyên của phe kia. Nếu các bạn định đi giao thương, mỗi cái giải tài nguyên này rất quan trọng khi các bạn muốn nâng cấp một công trình. Đấy. Tùy vào faction, có loại faction nó cần tài nguyên này, cần tài nguyên kia, nhưng phần lớn đều cần sắt và gỗ. Đấy là hai người tiên tài nguyên cơ bản mà các bạn đều phải có, gần như faction nào cũng phải có để muốn phát triển quân đội và xe bắn đá. Đấy. Sau này công trình này các bạn nên convert lại thành một trong ba cái công trình này tùy thích. Cái công trình này nó sẽ tăng về thương mại này, hỗ trợ về thương mại này. Cái công trình cộng đồng này, đây này, public forum này, lúc nào mình cũng xây cái công trình này, các bạn nhớ cho mình nhé. Và công trình này ở thủ phủ này. Đây là những công trình chỉ xây được ở vùng thủ phủ các bạn ạ. Còn điện thờ các bạn này thấy gì đâu, nhưng mà cái thủ phủ nó chỉ cái vùng này, thủ phủ nó là cái tỉnh to nhất này này thì xây được thôi. Còn những cái làng nhỏ nhỏ này các bạn cứ xây các cái công trình này tùy. Đây là mình chiếm được thì nó đã xây cái này rồi, nhưng còn về lâu dài thì các bạn nhìn thấy mình với các bạn cứ xây cho mình như này đấy là được. Vừa phát triển kinh tế vừa cân bằng về lương thực với trị an. Đấy. Công trình này nó tăng trị an này, nó tăng thu nhập này, đấy. Nó cân bằng mọi thứ. Xây dựng cái gì để mà mong chúng ta xây dựng công trình làm bốn mục đích. Thứ nhất là để có tiền. Đó đương nhiên rồi. Đây, tiền chúng ta nhận được đây. Tổng thu nhập vùng này là 2900 này. Thuế là cộng được 34%. Lợi 0,2% nhưng chúng ta bị tham nhũng mất 79%. Ôi ôi, đấy. Thế là thành ra cuối cùng chúng ta chỉ còn được có 1.500 đồng thôi, trong khi chúng ta nông dân làm ra được những 29 đồng, nhưng mà nó chảy mất 94% thu nhập từ của bà con nông dân làm ra vào tay của các quan tham. Nghe nó hơi đau lòng nhưng mà nó là như thế. Đấy. Thì các bạn xây dựng làm đầu tiên là tiền, đúng không? Cái thứ hai là các bạn xây dựng để làm quân đội trị an. Đây, trị an thì nó để mình chỉ cái vùng nào mà trị an nó để có nhiều yếu tố một tí thì chỉ cho các bạn dễ. Đây, đây ở vùng này nó có hai văn hóa, đó là văn hóa Latin và văn hóa sa mạc. Văn hóa Latin của chúng ta chiếm 80% và sa mạc chiếm 17% và 19% gọi 20%. Những cái vùng nào nó giao thoa nhiều văn hóa thì nó sẽ nhiều hơn. Để mình xem nào. Đây, chỗ này thì có văn hóa phương Đông và văn hóa sa mạc này. Đấy. Như lúc nào các bạn cũng phải làm cho cái văn hóa Latin của chúng ta nó ở cái mức cao nhất nhá, chiếm đa số thì cái vùng đấy chị A nó mới tốt được. Đấy, vùng này thì có văn hóa Celtic và văn hóa Hellenic. Đấy. Vùng này văn hóa Celtic, văn hóa Hellenic và văn hóa Germanic. Đấy. Là những văn hóa khác và văn hóa Latin của chúng ta. Để tăng cái văn hóa Latin thì các bạn cứ xây cái điện thờ cho mình. Đây. Nó sẽ tăng văn hóa Latin. Tất nhiên cả cái vùng thủ phủ này nữa. Sau này nó cũng tăng, đây nó cũng tăng văn hóa Latin nhưng mà ít hơn. Xây điện thờ nó ổn định hơn. Đấy. Nó xây dựng công trình thì các bạn chú ý cho mình như vậy. Các cái công trình như thế này thì nó không có gì đặc biệt này. Đấy, những cái vùng mà nó có cái công trình như này thì nó không có gì đặc biệt. Còn những cái vùng công trình các bạn, cái vùng mà nó có như này thì nó sẽ có cái hỗ trợ đặc biệt, nó sẽ được thường là rất nhiều tiền nữa này. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy cái thu nhập này. Ngoài ra nó có một cái tài nguyên. Đấy, những cái vùng này nó có cái tài nguyên đặc biệt này. Đấy, các bạn thấy không, những cái tài nguyên đấy sau này chúng ta sẽ cần để lên xây dựng. Để các bạn cần xây dựng. À, có lẽ mình sẽ nói tạm thế thôi, bởi vì để mà nói cho chi tiết thì nó rất là nhiều. Về mặt xây dựng thì các bạn chú ý như vậy cho mình. À, ngoài ra ở các cái vùng nó có cái hỗ trợ này. Đây, cái hình người này. Nó sẽ tăng các cái hỗ trợ này thì tùy vào cái mức hỗ trợ này mà các bạn xây cái gì. Xây đây cái vùng này nó tăng hỗ trợ về mặt kinh tế này.
tượng thần Zeus ở đỉnh Olympia thì nó sẽ tăng public order và tăng thu nhập từ auction của chúng ta đấy. Thì cái vùng nào nó hỗ trợ về, chẳng hạn như vùng này nó hỗ trợ tinh thần chiến đấu này. Vùng này nó hỗ trợ về giáp cho tất cả các binh sĩ này, thì các bạn có thể xây dựng công trình quân sự ở đây để nó sẽ tăng giáp cho 5% giáp cho các binh sĩ ở khi tuyển ở cái vùng này. Đấy, đấy là lý do tại sao mà có cái vùng mình cho phát triển về kinh tế, vùng mình phát triển về quân sự là như vậy. Đấy, để phát triển rồi. Vì mảng quân sự nó rất rộng nên mình chỉ giới thiệu qua thế thôi. Mảng kinh tế cũng thế, mình giới thiệu qua vậy để các bạn nắm được. Bởi vì các bạn xây dựng công trình nó nhằm 4 mục tiêu, đó là kinh tế, tiền, trị an, lương thực và phòng thủ. Phòng thủ thì các bạn xây các công trình quân sự này, nó sẽ tăng lên biên độ lính phòng thủ. Các bạn có thể kích vào đây, chỉ vào đây các bạn sẽ nhìn thấy này. Đấy, xây nhà lính nó sẽ tăng các cái công trình phòng thủ hoặc là các cái cả quân sự. Đấy, còn những cái công trình về như thế này thì nó không tăng gì đấy cho phòng thủ cả. Thường thì các công trình phòng thủ và quân sự thì nó giáp biển này hoặc là giáp biên giới thôi, chứ còn những cái vùng sâu trong nội địa an toàn thì các bạn cũng không cần xây công trình quân sự đâu. Đấy, có lẽ mình sẽ dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn quan tâm và mong các bạn ủng hộ và đăng ký kênh của mình để kênh của mình cũng như cộng đồng Total War Việt Nam phát triển hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video khác của mình.